HK Smart giới thiệu đến các bạn hộp cơm giữ nhiệt 4 ngăn led siêu tiện ích. Thông tin sản phẩm: chất liệu vỏ nhựa, ruột inox 304, cách nhiệt chân không, nắp vặn với gioăng silicone dày giữ luôn kín khít, khóa bên ngoài vô cùng linh hoạt, chắc chắn, miệng hộp rộng, dễ dàng chùi rửa, có thể ghép nối bao nhiêu ngăn tùy nhu cầu, đủ mang vừa lượng cơm cho cả nam và nữ. Kích thước 15x25cm, dung tích 2.8 lít, màu sắc có 3 màu cho bạn lựa chọn, xuất xứ Quảng Châu. Cặp lồng cơm giữ nhiệt 4 tầng lồng inox 2,8 lít là sản phẩm mà các chị em nên lựa chọn để chuẩn bị cho mình những bữa cơm ngon miệng mang đi làm, vừa ngon cơm vừa an toàn. Sản phẩm gồm 4 tầng riêng biệt, cho bạn có được sự lựa chọn thức ăn đa dạng cho bữa trưa mà mình chuẩn bị mang theo. Ngăn đựng cơm, đựng canh và các ngăn đựng thức ăn xào nóng, rất phù hợp với những người mong muốn có một bữa ăn thật vệ sinh, sạch sẽ. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế với vỏ bọc bên ngoài bằng nhựa cao cấp, bên trong bằng inox, cách nhiệt lý tưởng bằng chân không. Cặp lồng cơm giữ nhiệt là lựa chọn hoàn hảo cho bữa trưa công sở của chị em phụ nữ. Cặp lồng giữ nhiệt có lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa PP dày, an toàn. Giữa vỏ và ruột là lớp cách nhiệt bằng chân không giúp thức ăn luôn nóng sốt và bổ dưỡng. Cặp lồng có nắp vặn với gioăng cao su dày giữ cho cặp lồng luôn kín hơi, dù là món xào hay súp cũng không lo bị chảy ra ngoài. Tự tay chuẩn bị cơm trưa cho mình hay gói ghém yêu thương cho ông xã mang tới công sở đã không còn là việc làm xa lạ với dân văn phòng. Bữa cơm trưa có giữ được hương vị thơm ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào dụng cụ để được. Cặp lồng cơm giữ nhiệt 4 tầng lồng inox với công nghệ giữ nhiệt chân không sẽ là một lựa chọn sáng suốt cho các chị em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website theo đường link trên màn hình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem.